Cả nhà nha, hiện tại mình đang có mặt ở trong phố cổ nè. Bây giờ mình sẽ đi ăn một cái quán bún ngan rất là nổi tiếng luôn, nằm ở trong phố cổ nha. Rồi hiện tại thì mình đang đi vào đường trung, đi vào trung hẻm đường Trung Uyên. Đây, đường rất là nhỏ, chưa gì là mọi người đã xếp hàng rồi nha để được vào ăn á. Đây là ở số 15 Trung Uyên. Ủa là khách này tự bưng hả? Trời đất ơi. Vậy trường có cho ăn không? Không ăn trời, xuống đây không mà ăn. Đang xếp hàng nha, chưa đến lượt nữa. Đông lắm. Mọi người đang rất là nghiêm túc xếp hàng nha. Đây. Để đợi đến lượt. Giờ phía sau mình còn đông lắm nha. Đó, mấy người đang vô xếp hàng nữa. Đây là miếng nha cả nhà. Trong nhà đang rất là đông nha, rất là đông người ăn uống luôn. Vừa ăn xong nha cả nhà, đợi rất là lâu luôn. Hồi nãy á, là có nghĩa là mình không có được gọi là sẽ ăn cái gì hay là chọn đồ hay gì đó, nghĩa là cô
cô sẽ bỏ vô luôn, không có được lựa gì đâu. Nên mình tính gọi hai tô đùi nhưng mà không có bán, tức là họ sẽ bỏ thịt vô, thì một bát vậy là 50.000. Họ xếp hàng cho buổi trời. Mà lạ lắm nha, mọi người nhớ ra đây để ăn thử nha, miếng ngang. Nãy là ở số 11 Trung Yên. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha, chào tạm biệt các bạn. Mọi người lúc mà bác lấy thịt ngang, mình gọi là thịt vịt đó, khi mà lấy thịt xong á, còn khúc xương đó là quăng trở lại vô trong nồi, giống như là để hầm cho cái nước nó ngọt lại thêm một lần nữa, nó không có bỏ đó. Thấy là thấy mình cũng đang thắc mắc lắm, nhưng mà nhìn kỹ lại là giống như là hầm lại thêm một lần nữa vậy, nên cái ngọt nó không phải ngọt đường nha, không phải như dưới giống như dưới quê của mình. Mọi người nhớ ghé nha.